thế giới về phát triển bưu chính. Theo báo cáo chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2019, do Liên minh Bưu chính Thế giới công bố, ngành bưu chính Việt Nam xếp hạng thứ 45 trên 172 nước. Kết quả này tăng 5 bậc về thứ hạng và không 0, 0 6 điểm về điểm số so với năm 2018. Trước đó vào năm 2018, Việt Nam đạt 51,73 điểm, xếp hạng 50 trên 172 quốc gia. Chỉ số này được xác định dựa trên 4 tiêu chí đánh giá chính, gồm độ tin cậy, khả năng tiếp cận, Tính phù hợp và khả năng phục hồi, trong mỗi tiêu chí chính lại có nhiều tiêu chí phụ, việc tính toán điểm số hai IPD dựa trên ba loại dữ liệu chính của UPU, dữ liệu lớn về bưu chính với trên 22.9 tỷ bản vi, số liệu thống kê với trên 100 chỉ tiêu và khảo sát của UPU, mặc dù mới công bố kết quả đánh giá được ba kỳ, năm 2016, 2018 và 2019. Nhưng hai IPD đã được đông đảo các nước thừa nhận như một chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và hoạt động hiệu quả của ngành bưu chính mỗi nước. Hai IPD đã được các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia bưu chính, các nhà nghiên cứu sử dụng trong việc đánh giá và so sánh sự phát triển của bưu chính trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đứng thứ 4 sau Singapore, Thái Lan, Malaysia.